Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ngày hôm nay do biên tập viên của Thời báo chấm đê thực hiện. Kim Vũ Thời báo chấm đê xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin triển vọng nào cho ngành ngân hàng trong năm 2023. Rất nhiều trung tâm phân tích tài chính và các chuyên gia cho rằng ngành ngân hàng trong năm 2023 sẽ chịu nhiều rủi ro lớn, có 3 nguy cơ lớn nhất, đó là rủi ro vỡ nợ chéo từ trái phiếu bất động sản, áp lực trái phiếu đáo hạn trong vòng 3 năm tới của các doanh nghiệp bất động sản là quá lớn, có thể gây ra rủi ro thanh toán. Trong khi đó, một nửa giá trị trái phiếu mà các ngân hàng nắm giữ là trái phiếu bất động sản. Khi trái phiếu bất động sản gặp rủi ro, thì ngân hàng sẽ chịu rủi ro theo. Nợ xấu gia tăng, đem đến tiềm ẩn rủi ro cho toàn hệ thống. Số liệu thống kê cho thấy, nợ xấu đang có xu hướng gia tăng mạnh. Bộ đệm an toàn vốn mỏng. Tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành là khoảng 945.000 tỷ đồng. 27% trong số đó sẽ đáo hạn vào năm 2023 và năm 2024. 12% đáo hạn vào năm 2025. Đây là con số đã loại trừ trái phiếu của ngành ngân hàng. 1/3 trong trái phiếu đó được sử dụng làm tài sản thế chấp ngân hàng. Ngân hàng sẽ chịu rủi ro tín dụng liên quan một khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu thua lỗ hoặc phá sản. Và đây là hình ảnh của những ngân hàng có giá trị thế chấp khủng. Đa số các doanh nghiệp bất động sản đều đang gặp khó khăn, doanh số bán giảm và phải chịu áp lực lớn khi một số trái phiếu sắp đến kỳ đáo hạn, đặc biệt trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Mặt khác, phần lớn các giao dịch mua nhà nhằm mục đích đầu cơ. Do đó, khi gặp khó khăn, nhiều khả năng chủ sở hữu sẽ bán bất động sản để trả nợ, dẫn đến một làn sóng giảm giá bất động sản, nghĩa là giảm giá tài sản thế chấp mà ngân hàng đang nắm giữ. Theo ước tính, tổng dư nợ cho vay mua nhà tại các ngân hàng vào khoảng 1,3 triệu tỷ đồng. Báo cáo của công ty chứng khoán SSE cho rằng, các ngân hàng sẽ phải đối mặt với các vấn đề chất lượng tài sản trong thời gian tới. Họ cũng cảnh báo rủi ro liên quan đến bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp và xu hướng lãi suất tăng, cùng với sự tăng trưởng chậm chạp của nền kinh tế chưa được phản ánh hoàn toàn vào cổ phiếu ngân hàng. Điều này có nghĩa là có tiềm ẩn những nguy cơ lớn đằng sau lớp áo khoác ngoài đẹp đẽ của các ngân hàng thương mại. Và đây là hình ảnh của tăng trưởng tín dụng trong năm 2022. SSE dự báo rằng lợi nhuận ngân hàng sẽ giảm, ngân hàng tăng trưởng mạnh sẽ chỉ có 3 ngân hàng có vốn nhà nước. Do áp lực lạm phát, ngân hàng nhà nước có thể sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ và không loại trừ sẽ có đợt tăng lãi suất nữa nhằm ổn định tỷ giá. Tín dụng cấp cho bất động sản vẫn chịu giảm giá chặt chẽ, hoạt động cho vay mua nhà sẽ giảm tốc. Xuất khẩu cũng được dự đoán sẽ giảm tốc từ quý thứ tư năm 2022. Lãi suất cho vay có thể cũng tăng và kèm theo khả năng nợ xấu cũng tăng theo. Thời gian gần đây, có nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc huy động vốn và tái cơ cấu nợ, làm gia tăng khả năng trả nợ. Nhiều doanh nghiệp yêu cầu hoãn thanh toán nợ gốc và lãi. Những thông tin về các ngân hàng ôm nợ khủng liên tục xuất hiện, ví dụ như Vietcombank ôm đến hơn 1,38 triệu tỷ bất động sản thế chấp và đang tăng tốc rao bán để thu hồi nợ. Tương tự, các ngân hàng khác cũng đang rao bán các bất động sản được thế chấp để thu hồi nợ. Báo cáo tài chính của 20 ngân hàng lớn cho thấy, tính đến cuối quý 2 năm 2022, tổng giá trị bất động sản được thế chấp lên tới 7,3 triệu tỷ đồng. Con số 7,3 tỷ đồng giá trị bất động sản thế chấp là con số được thống kê trên sổ sách của các tài sản và nó không thể phản ánh giá trị thực tế của bất động sản. Trong top 10 ngân hàng ôm nợ suất nhiều nhất bị điểm mặt, đầu tiên là VB Bank, Vietinbank và BIDV, tiếp đó là Vietcombank, Sacombank, CHB, VIB, HD Bank, MB và ACB. Và đây là hình ảnh của ngân hàng Techcombank vừa cấp một khoản tín dụng tai tiếng lên đến 1.500 tỷ đồng. Đó là chưa kể đến những ngân hàng là sân sau của doanh nghiệp được lập ra nhằm mục đích huy động vốn cho các công ty trong nguồn máy của mình. Câu chuyện ngân hàng Techcombank mạnh tay cho công ty cổ phần One Mouse Distribution vay đến 1.500 tỷ đồng và những mối liên hệ chằng chéo đằng sau của các ông chủ
cho thấy mức độ rủi ro của ngành ngân hàng trong thời gian tới lớn như thế nào. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm D với bản tin triển vọng nào cho ngành ngân hàng trong năm 2023. Kim Vũ Thời báo chấm D xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Thành phố Hà Nội cử giáo viên đi Úc bồi dưỡng nghiệp vụ hay du lịch miễn phí để giải ngân sách cuối năm. Báo chí ngày 30 tháng 11 đồng loạt đưa tin về việc thành phố Hà Nội cử 200 giáo viên đạt IELTS 6.5 đi bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ tiếng Anh và tin học tại Úc. Theo đó, những giáo viên này sẽ đi bồi dưỡng 14 ngày tại Đại học Western Sydney trong tháng 12 này. Chuyến đi bồi dưỡng nghiệp vụ này sẽ được thực hiện theo quyết định ngày 25 tháng 11 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ là các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh trong ứng dụng công nghệ thông tin, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức các hoạt động dạy kỹ năng. Kinh phí tổ chức chuyến đi được chỉ trích ngân sách dành cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức của Ủy ban Nhân dân thành phố. Và đây là hình ảnh của một bài báo về việc thành phố Hà Nội cử 200 giáo viên đi bồi dưỡng nghiệp vụ tại Úc. Thông tin này vừa được đưa ra đã nhận hàng loạt chỉ trích và nhạo báng trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng tháng 12 là tháng mà các nước phương Tây có rất nhiều lễ hội, thời gian giữa cuối tháng 12 là thời gian người dân ở đó dành cho lễ Giáng sinh và chào đón năm mới, các trường đại học đều đóng cửa, không ai làm việc. Vậy không rõ đoàn của Sở Giáo dục thành phố Hà Nội sẽ giao lưu học tập với ai? Facebooker An Đỗ, một công dân Úc, viết trên trang cá nhân của mình. Tính cả thời gian đi lại, các giáo viên có 14 ngày, bồi dưỡng. Anh trong veo giao cho anh sử dụng ngân sách mua Oyster Sydney. Tháng 12 đại học bên Úc nó đóng cửa rồi, mấy ông mấy bà ơi, nhưng casino vẫn mở đấy. Một điểm không rõ ràng nữa là tất cả các bài báo đều không nói rõ về lịch trình của đoàn, chỉ nói chung chung là trong tháng 12. Ngày mà quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố ký thì đã là cuối tháng 11. Ai cũng biết thủ tục hành chính của Việt Nam cực kỳ lề mề chậm chạp. Và đây là hình ảnh của ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Để một đoàn lớn đến 200 người công du, cần phải có thời gian để lập kế hoạch, chọn lựa nơi ăn chốn ở cho đoàn, thời gian ký kết hợp đồng với các đối tác khi xuất phát, rồi việc lập danh sách giáo viên, ai được đi, ai không, rồi cử trưởng đoàn, phó đoàn, sắp xếp cơ cấu cho đoàn, cho đến việc làm thủ tục giải ngân lấy ngân sách chi tiêu cực kỳ rườm rà. Có thể thấy, nếu đoàn này có thể xuất phát rời Việt Nam sang Úc thì cũng phải đến giữa tháng 12, lúc đó đã rơi vào kỳ nghỉ Giáng sinh và các ngày lễ cuối năm của Úc. Vậy thì giao lưu học hỏi với ai? Từ những lập luận này, nhiều người đặt câu hỏi, họ đi bồi dưỡng nghiệp vụ hay đi du lịch? Nhà nghiên cứu Phúc Dinh Kim viết trên trang cá nhân của mình rằng, mời 10 giáo viên Úc sang Hà Nội giảng dạy vẫn rẻ hơn nhiều, nhưng làm sao quơ quạo. Trong thực tế, việc quan chức, công chức lợi dụng những chuyến đi công du nước ngoài để đi chơi, đi du lịch không thiếu. Đây là việc rất phổ biến trong giai đoạn trước đại dịch Covid. Nhiều quan chức đi công du nước ngoài chỉ có mặt trong buổi đầu tiên, phiên khai mạc, sau đó thì mất tích. Bộ Công Thương dưới thời ông Vũ Huy Hoàng làm bộ trưởng đã có rất nhiều đoàn công tác nước ngoài. Cá nhân ông Vũ Huy Hoàng đi đến 136 ngày trong năm 2015. Bà Phan Thị Mỹ Thanh khi còn làm phó bí thư tỉnh ủy Đồng Nai đã đi nước ngoài 10 lần vào năm 2014. Các bộ ngành và địa phương khác cũng đi rất nhiều. Và đây là hình ảnh của cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, người đã có rất nhiều chuyến đi công cán nước ngoài khi còn đương nhiệm. Bẵng đi 3 năm, do ảnh hưởng của dịch Covid và chính sách phong tỏa của các nước, không còn thấy có đoàn nào đi công cán nước ngoài nữa. Nay, Hà Nội lại cho xuất hiện một đoàn lớn lên đến 200 người và vào thời điểm đặc biệt khiến người ta phải nghi ngờ. Đặc biệt ở chỗ, đây là thời điểm cuối năm, thời điểm mà các báo cáo tài chính phải nộp, phải trình lên các quản lý. Những ai từng làm cán bộ nhà nước hoặc có liên hệ với các cơ quan nhà nước đều biết rõ một điều. Thời điểm cuối năm này là thời điểm mà tất cả các cơ quan nhà nước đều tìm cách chi tiêu cho hết khoản ngân sách mà nhà nước phân bổ cho cơ quan, đơn vị mình.
Nếu để thừa ngân sách thì sẽ bị thu hồi và năm tiếp theo có nguy cơ bị cắt giảm. Vậy là ở thời điểm này, các cơ quan đều đua nhau tìm cách giải ngân, mua sắm, du lịch, phát thưởng, thậm chí cả mua hóa đơn khống để hợp thức hóa chi tiêu. Vậy nên, một đoàn cán bộ đi học tập, bồi dưỡng một cách vội vàng hấp tấp vào thời điểm cuối năm này thật quá đáng ngờ. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, từng phát biểu, vấn đề cán bộ đi công tác nước ngoài bằng tiền ngân sách nhà nước mà không rõ ràng về chi phí cũng như hiệu quả công việc cũng là điều gây bức xúc trong công luận. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm D với bản tin Thành phố Hà Nội cử giáo viên đi Úc bồi dưỡng nghiệp vụ hay du lịch miễn phí để giải ngân ngân sách cuối năm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ Thời báo chấm D.